everyone. Xin chào các bạn, tôi là Trang Elena từ IELTS English đây. Và sau khi cô ra mắt video đầu tiên trong chuỗi series học tiếng Anh qua phim thì rất nhiều bạn đã hỏi cô là vậy làm thế nào để mình có thể xem học tiếng Anh qua phim một cách có hiệu quả được? Thế thì nếu như các bạn đang gặp một số trường hợp như sau. Cái số 1 đó là đôi khi xem hết cả bộ phim rồi mà vẫn chẳng hiểu là nó đang nói về cái gì. Hay cái thứ hai là từ vựng của mình khá là hạn chế nên xem mình không hiểu được nhiều. Hay cái thứ ba là mình cứ chú ý dán mắt vào màn hình để mình đọc phụ đề tiếng Việt và không nghe được gì mấy. Hay là trường hợp thứ tư, đấy là người ta nói quá nhanh và mình không theo kịp được. Thì chắc chắn phương pháp học tiếng Anh qua phim này nó sẽ giúp cho các bạn có thể đưa level tiếng Anh của mình lên một tầm cao mới. Và bây giờ hãy cùng xem các bước để học tiếng Anh qua phim hiệu quả như thế nào nhé. Let's go! Bước số 1 đó là hãy chọn những bộ phim phù hợp với trình độ và phù hợp với sở thích của mình. Nếu như bạn chọn những phim mà phù hợp với sở thích thì mình sẽ rất là hứng thú khi xem nó, đúng không? Ví dụ như là bản thân cô thì cô rất thích xem những bộ phim tình cảm này, lãng mạn này, phim hài này, hoặc là đặc biệt là thích xem những phim khoa học viễn tưởng và thỉnh thoảng là phim về kinh doanh nữa. Cho nên mỗi lúc mà mình muốn xem phim ấy thì có thể lên mạng search trên Google là những bộ phim hay nhất mọi thời đại này, hay những bộ phim kinh doanh kinh điển nhất này, hay những bộ phim hài lãng mạn hay nhất. Hoặc là thỉnh thoảng cô sẽ chọn những bộ phim mà đoạt giải Oscar, hoặc là Quả Cầu Vàng, hoặc là những cái bộ phim được đánh giá cao, điểm IMDb cao đó, thì chọn một bộ phim như thế. Ngoài ra, chúng ta hãy chọn những bộ phim mà phù hợp với trình độ tiếng Anh của mình. Đừng dại nghe người ta nói mà bập vào ngay những cái bộ phim như là Friends hay là How I Met Your Mother. Bởi vì những cái bộ phim đó ấy, người ta nói rất là nhanh và dùng rất nhiều thành ngữ, cho nên mình nghe mà không hiểu là sẽ bị nản ngay. Cho nên nếu như mình ở trình độ mới bắt đầu nhá, thì hãy bắt đầu vào những bộ phim như là phim hoạt hình này, hay những cái phim đơn giản như là phim Extra English chẳng hạn. Đó, và từ từ sau này dần dần thì mình sẽ xem Friends sau. Nhưng mà nhớ là chọn những bộ phim mà có hai phụ đề, cả Anh cả Việt cùng một lúc. Trong series học tiếng Anh qua phim của IELTS English thì cô cũng sẽ chọn những cái bộ phim mà vừa hài hước, vừa ý nghĩa mà lại vừa có nhiều những cái câu thông dụng trong đời sống hàng ngày mà chỉ xem phim chúng ta mới biết được. Hãy đón chờ xem series của IELTS English nhé. Và bước thứ hai, sau khi đã chọn được bộ phim mình thích rồi thì chúng ta sẽ lại đặt ra một câu hỏi, đó là nên xem phim có phụ đề tiếng Anh hay là phụ đề tiếng Việt. Thực ra chúng ta cũng đừng thần thánh quá cái phương pháp học tiếng Anh qua phim này và cứ nghĩ là sau 1-2 bộ phim là tiếng Anh của mình được kiểu thành bản ngữ, thì không bao giờ có chuyện đấy. Bởi vì đây là một phương pháp mà nó sẽ cần thời gian, nó sẽ từ từ và mình phải rất là kiên nhẫn. Nhưng mà nếu như các bạn xem những bộ phim mà chỉ xem sắc Việt thôi ấy, thì nó sẽ mất rất lâu, rất nhiều thời gian để chúng ta có thể cải thiện tiếng Anh của mình. Bởi vì khi xem sắc Việt là chúng ta chỉ tập trung vào đọc phụ đề trên màn hình thôi và chẳng nghe được gì, chẳng cải thiện được cái điều gì cả. Cho nên ý, chúng ta sẽ có hai cách mà cô Trang gợi ý cho các bạn khi xem phim. Thứ nhất là các bạn có thể chọn những bộ phim mà có hai phụ đề đồng thời cùng một lúc. Và chúng ta đầu tiên là cứ xem thỏa thích cái bộ phim đấy đi, xem hết nó cho nó hiểu nội dung các thứ gì đã. Sau đó chúng ta sẽ chọn một cái đoạn dài tầm 3 phút cho đến 5 phút để chúng ta tập trung học. Và sau đó cứ mỗi câu xem xong chúng ta lại dừng lại đó, để xem phụ đề tiếng Anh này, phụ đề tiếng Việt này, có gì cần lưu ý trong đây không, có từ mới nào hay không này đó. Và sau đó là mình xem hết cả cái đoạn dài như thế theo cái cách như vậy. Hoặc là cách thứ hai, nếu như mình không có cái đoạn phim mà có hai phụ đề thì chúng ta hãy xem sắc Việt trước để mình hiểu cái đoạn đấy đã. Sau đó mình bật sắc Anh lên, bật phụ đề tiếng Anh lên và vừa xem, vừa nghe xem nếu như mà mình xem sắc tiếng Anh không thì mình có hiểu không. Nếu chưa hiểu thì lại xem lại phụ đề tiếng Việt. Đó. Và sau đó bước cuối cùng đó là chúng ta tắt toàn bộ phụ đề đi và nghe lại cái đoạn đấy xem mình có hiểu không. Nếu chưa hiểu thì lại bật phụ đề tiếng Việt lên, lại bật phụ đề tiếng Anh lên học lại. Ok, đó thì đấy là cái bước số 2 nên xem phụ đề gì. Và bước thứ 3 gần như là bước quan trọng nhất, đấy là chúng ta hãy nhại lại giọng của các cái nhân vật ở trong phim. Thường trong các video dạy tiếng Anh qua phim thì cô cũng sẽ để một phần để cho các bạn bắt chước
và lồng tiếng vào giọng của các diễn viên. Cái điều này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể luyện được phát âm này, luyện được tốc độ nói này, luyện được phản xạ này, và giúp cho chúng ta có thể nói được tự nhiên như người bản ngữ. Nhưng mà quan trọng đó là chúng ta sẽ nhại lại theo cách nào. Thì các bạn có thể dùng một phương pháp, đó là phương pháp vua tốc độ tại Idealo English. Vua tốc độ có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta, ví dụ trong cái video lần trước về phim Vua Sư Tử, chúng ta có một câu đó là What's eating? Yeah, what's in? Yeah. Có nghĩa là loài nào ăn thịt cậu vậy? Đấy là nghĩa đen. Còn nghĩa bóng là cậu bị sao vậy? Đó, vậy thì trong video thì nhân vật nói cực kỳ nhanh luôn, what's in nhỉ? Đó, nhưng mà khi các bạn luyện tập thì các bạn phải luyện tập từ cái tốc độ thấp nhất, ví dụ cấp độ 0 đi, đó là what's eating? Yeah. Cấp độ 1 này nhanh hơn một chút xíu, what's in nhỉ? Cấp độ 2 này, what's in nhỉ? Cấp độ 3, what's in nhỉ? Cấp độ 4, what's in nhỉ? Và cấp độ 5 và cấp độ N, các bạn muốn bao nhiêu cấp độ cũng được. Thì chúng ta tăng dần tốc độ lên như thế thì cái việc nhạc lại nó sẽ cực kỳ hiệu quả và chúng ta nhớ được cái cụm đấy luôn. Đó là ba bước để chúng ta có thể xem phim một cách hiệu quả và học được tiếng Anh qua phim. Nếu như các bạn thích video này và thấy video này hữu ích thì hãy cho Bùng một like và chia sẻ với bạn bè của mình, bởi vì đây là một cái cách học cực kỳ là hay và hứng thú dành cho tất cả mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video sau. Các bạn muốn cô làm về chủ đề gì thì có thể comment ở phía dưới nhé. Goodbye and see you next time.